Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên đã chủ động các phương án phân luồng từ xa, không để ùn tắc trên các tuyến đường, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân đi lại thuận lợi, đặc biệt khi lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Lực lượng cảnh sát giao thông huy động tối đa quân số, phối hợp triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ trên các tuyến đường nhằm duy trì trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ năm nay, đã xử lý 191 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt gần 570 triệu đồng. Trong đó, có 56 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 45 trường hợp vi phạm về tốc độ. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 68 phương tiện, tước 38 giấy phép lái xe. Trong 2 ngày đầu nghỉ lễ trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông. Đây là dịp để người dân được nghỉ ngơi, đi du lịch thăm người thân, nhưng cũng cần tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông, tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra, để có một kỳ nghỉ lễ an toàn, hạnh phúc.